thắng Điện Biên Phủ là ai, ai là người người chiến thắng, ai là người lấy lại cái chính quyền từ tay bọn Pháp, đúng không? Chính là Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân đứng lên để cướp lại cái chính quyền của mình. Thì cái đất nước Việt Nam đã thuộc về Hồ Chí Minh rồi, cái đảng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi, chúng nó còn cãi cái gì nữa. Rồi đến khi mà ký hiệp định thì ký với lại Pháp, ký với lại Mỹ, chứ đâu có ký với cái bọn Việt Nam Cộng Hòa đâu. Chúng nó đâu có cái quyền hành gì trong cái đất nước đó, chúng nó chỉ là một cái bọn đã gọi là ngụy tạo, giống như là cái bọn bọn Mỹ nó dựng lên để điều hành cái chính phủ đấy, giống như là Hồng Kông, các bạn phải hiểu ấy. Khi mà ký cái đảo đó cho bọn Anh Quốc thì bọn Anh Quốc nó vẫn cho cái dân dân Hồng Kông đó đứng lên để làm cái này làm cái kia, chứ nó có đâu có phải nó vào đấy nó làm đâu, các bạn nhìn thấy chưa, đúng không? Toàn bộ là người con á, tất cả dân Hồng Kông ấy, cái chính quyền của Hồng Kông vẫn phải under cái bọn Anh Quốc, vẫn phải dưới quyền của cái bọn Anh Quốc, chứ đâu có phải được tự quyền đâu, đúng không? Đó, cho nên cái bọn hay chả là cái gì cả, bọn là cái gì đâu, nó đâu có quyền hành gì đâu, đúng không? Giống như là Hồng Kông ấy, cái bọn mà lãnh đạo người Trung Quốc ở Hồng Kông ấy đâu có quyền hành gì đâu. Khi mà giao lại cho Trung Quốc thì chỉ có bọn Anh Quốc với Trung Quốc nó làm việc với nhau thôi, chứ còn những cái người đứng đầu ở người Hồng Kông ấy đâu có làm cái gì đâu, không có làm cái gì cả. Cho nên là nó chỉ là dùng cái bọn đấy cho nên nó mới có lương, đúng không? Nó làm cho bọn Mỹ cho nên nó mới có lương, nó mới sung sướng, nó mới cầm ngồi trên đầu trên cổ người ta. Thật ra những cái thằng tướng, thằng tá, rồi những cái thằng đi 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 làm lính ngụy thì mới có một tí của, chứ dân bình thường nghèo bỏ mẹ ăn được chứ, chứ sung sướng cái gì, cái sĩ diện. Vì khi mà Mỹ nó vào thì nó dựng nên cái chính quyền đó thì là ngụy, chứ gì nữa. Ngụy, chữ ngụy là nói cả một cái chính quyền đó là nó dựng nên cái chính quyền đó chỉ là bù nhìn thôi, mà tự tạo lên cái chính quyền đó thôi, chứ chả ai công nhận cho chúng nó cả, chứ chúng nó đâu có được phép ngồi để mà ký giấy gì đâu, đúng không? Toàn Mỹ với lại Pháp để nó ký với lại cộng sản thôi, chứ nó đâu có được phép ngồi vào ký cái gì đâu. Rồi đến khi ngừng bắn năm năm 73 thì là nó ký xong rồi nó mới mang cái tờ giấy về cho thằng tổng thống ở trong miền Nam ấy, thằng nào ấy. Rồi nó lại quay ra nó hỏi, thế không có tiếng Việt à? Chưa kịp dịch ra bằng tiếng Việt luôn. Thế tại sao nếu mà nó là chính quyền tại sao nó không đi ký mà lại người 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 ở ngoài miền Bắc mà lại để cho cái bọn Mỹ nó ký? Nếu mà là một chính quyền tại sao lại được lương của Mỹ? Nó là công nhân, nó là chỉ đi làm, một bọn nó đi làm cho bọn 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 Mỹ thôi, chứ nó từ thằng tướng cho đến thằng thằng quân không một cái thằng nào mà không không ăn lương của bọn Mỹ hết. Cho nên là nói làm sao mà có thể. Xong rồi nó lại so sánh, nó bảo là Trung Quốc người người miền Bắc cũng lấy cái gì viện trợ của Trung Quốc. Trung Quốc nó chỉ viện trợ cho súng đạn thôi, nó không phải viện trợ, như nó không phát lương cho từng người một đi cầm súng, nó không làm những cái chuyện như vậy, mà nó chỉ viện trợ cho súng đạn thôi, đúng không? Mà người miền Bắc đi bộ đội đâu có được đồng xu nào đâu, ai cũng xung phong đi bộ đội chứ cũng đâu bị bắt đi lính đâu, đúng không? Lisa, chính bố Lisa cũng là xung phong này, đâu có ai bị bắt đi đâu, về sau này giải phóng rồi bắt đầu mới đi nghĩa vụ quân sự. À, chào các em. Bọn Việt Nam Cộng Hòa là bọn rẻ rách,
Ruồi nhặng mà thôi, ở bên đó rêu rao cho đỡ buồn. Thì chính xác là như vậy. Thì bây giờ nói chung là ở bên này cũng thông cảm cho chúng nó đi. Tại vì bây giờ chúng nó nói thật là chúng nó cũng chẳng làm được cái tích sự đâu, cứ ngồi lên đây là nó buồn nó chán rồi nó lên đây nó chửi, nó ức chế. Tại vì ngày xưa nó được sung sướng, nó được đủ các thứ, rồi bây giờ nó sang đây nó chả nói thì không biết nói thì người ta không biết nghe, mà người ta nói thì mình lại không hiểu. Thế thì làm sao mà không buồn? Các bạn cứ cảm giác như là một người câm vừa điếc á, đúng không? Thì cũng thông cảm cho họ đi. Thế coi như là, mà bây giờ nói thật là một phần của mình cũng phải lên, nếu mà không nhờ chúng nó thì Lisa già cũng chẳng hiểu gì về chiến tranh Việt Nam hết, nói thật một câu là như vậy. Chỉ biết là ngày xưa mình có đánh nhau rồi Mỹ dội bom lên nhà mình, rồi mình thù Mỹ, rồi mình cú Mỹ, rồi cái thời gian đó rồi ai cũng nói là đi đánh Mỹ thế thôi, chứ còn mình cũng chả hiểu gì về chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà nhờ mấy cái ông già sắp hết hơi ấy, ông mới chống mấy chục năm nay, cho nên là như sao bây giờ rảnh rỗi rồi lớn tuổi rồi thì ngồi đây cũng chả có việc gì làm, thì mình thấy nghe nó ngứa ngứa tai thì mình cũng đi tìm hiểu thì chúng nó lên đây chúng nó nói thì mình buồn buồn mình cũng nói lại, nói đi nói lại về đó. Facebook là vậy mà đúng không? Mà quyền tự do ở cái đất này cũng là tự do nữa, thì tại sao mình không nói? Nó nói thì mình cũng nói, nếu mà nó không nói thì mình đâu có biết là chúng nó vẫn còn sống ở cái chỗ đấy đâu. Chứ từ xưa mình nghĩ nó chết rồi, đúng không? Nó nói để cho mọi người biết rằng nó vẫn còn sống. Nên mình phải chơi lại nó thế thôi. Chứ còn thật ra nếu mà không không rảnh rỗi thì đâu có ai rỗi hơi mà lên đây mà ngồi mà nói về chửi chúng nó cho nó bẩn mồm ra, đúng không? Mà Lisa nói cho các bạn biết là chúng nó cứ nói là Việt Nam nghèo mới này kia các thứ. Việt Nam có bao nhiêu người dùng phone lên trên này để chơi Facebook không? Những người có phone để chơi ấy, là không có ai nghèo hết, nên nhớ như vậy. Đúng không? Chỉ có những cái kẻ vô gia cư ấy, thì mới không có phone thôi. Ở bên này ấy, những cái thằng vô gia cư lấy tiền mẹ đâu ra mà mua phone, mà mua phone người ta cũng không bán cho nó cơ, đúng không? Bây giờ nhà không có ở rồi á, người ta bán phone cho rồi á, người ta đi đâu để đòi nợ, đúng không? Mà tiền mặt mà mua một cái phone 1.000 bạc hay bao nhiêu tiền ấy thì lấy đâu ra tiền để mà mua? Mà mua người ta cũng không bán cho nữa cơ, đúng không? Bây giờ bán như là Lisa bây giờ ký cũng trả góp cái phone 1 năm, rồi ký hợp đồng với nó 1 năm 2 năm chẳng hạn, như vậy thì mỗi một tháng thì trả mấy chục vậy. Thế nếu mà vô gia cư thì lấy tiền đâu ra mà mua? Mới lại không có nhà thì nó gửi làm sao mà nó bán cho, ở đây phải đi làm này kia các thứ thì nó mới bán cho chứ, nó mới tin tưởng chứ. Bây giờ ra vô gia cư nằm đường người làm gì có phone. Thế cho nên là những cái người Việt Nam mà lên đây Facebook chơi là không có ai nghèo hết, cho nên cái bọn ba que chúng mày shut up đi, câm mồm lại, chúng mày chưa bằng những người Việt Nam đâu. Ok, Lisa nhắn người mấy ba que xỏ lá như vậy. Đây là lời nói của cộng sản âm vùng Úc. Ok, vậy đi nhá các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và có một buổi tối thật là hạnh phúc. Luôn luôn vui vẻ bên gia đình, khỏe mạnh nhá. Chào các bạn. Bye bye.